Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 7.500 người trên thế giới trong năm qua, trong đó có tới 7.000 người tử vong ở Tây Phi, đặc biệt là tại ba nước gồm Sierra Leone, Liberia và Guinea. Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh Ebola, thì chính phủ Sierra Leone ngày hôm qua 24 tháng 12 đã thông báo đóng cửa khu vực miền Bắc trong những ngày nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan. Theo đó, lệnh này kéo dài 5 ngày kể từ ngày hôm nay 25 tháng 12. Các binh sĩ sẽ được triển khai trên đường phố trong thời gian này để ngăn cấm các hoạt động đón Giáng sinh và năm mới ở nơi công cộng. Người Hồi giáo và Cơ đốc giáo cũng không được phép đến thánh đường và nhà thờ để tham dự lễ Giáng sinh. Trong suốt thời gian này, trừ ngày hôm nay 25 tháng 12 đối với người Cơ đốc giáo. Các cửa hàng và khu chợ được lệnh đóng cửa trong 5 ngày này, trong khi các phương tiện giao thông công cộng và tư nhân không được phép lưu thông, trừ những trường hợp đặc biệt. Chính phủ Sierra Leone đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ ngày 31 tháng 7 vừa qua, đồng thời áp đặt lệnh kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân sau khi dịch bệnh Ebola bùng phát. Trong khi đó, tại Liberia, có thể một nhân viên của Liên Hợp Quốc phải nhập viện điều trị do có xét nghiệm dương tính với virus Ebola. Đây là nhân viên thứ tư của Liên Hợp Quốc nhiễm virus nguy hiểm này. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nhằm xác định những người từng tiếp xúc với nhân viên ở trên có bị lây nhiễm hay không. Liberia hiện là nước ghi nhận nhiều ca tử vong do Ebola nhất thế giới với 3.376 trường hợp.